Dạ, con xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh của Loan Nhãn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thì buổi chiều hôm nay mấy chị em với mẹ sẽ đi xuống vườn của mình để mà tỉa lại mấy cây nhãn. Mấy cây nhãn mình ăn trái rồi nè. Dạ. Giờ mình không có nhân công, mình ăn tới đâu mình dọn từ từ tới đó cả nhà. Mẹ mình dọn vậy rồi năm sau nó ra trước ra sao mẹ? Không, mình dọn đồng lọt, mình ra đồng lọt. Dạ. Dọn một cây, như cây này mình dọn hết một thì mẹ không tới ra. Kiểu là mình sẽ bẻ trước. Tại vì nếu mình ra mà mình tiếc mình chừa lại thì năm tới nó sợ lọt sọt. Dạ, bởi vậy Úc Thành đó hả, hồi nãy chế đi vườn bột ổi á Thành, chứ thấy cưng tỉa bỏ mấy cái nhánh mà còn trái đó, thấy thì ở ngoài con dọn hết một cây, thấy thì tiếc thiệt. Phải 5 kg á. Con dọn mũi vậy, cái bự bự vậy nè, để đẻ cây đó tét hết trơn. Mình thấy thì mình tiếc thiệt của chú anh chị, nhưng mà nếu mà mình để lại thì năm sau nó sẽ ra không có đồng lọt nữa, cho nên là cũng ép bụng cứ rửa tỉa bỏ luôn. Cái này nè. Đó, uổng ghê chưa? Ngoài đùm bự bự thôi à. Em cũng tỉa hết. Cái này là mình chưa tỉa nữa là bắt đầu ở trong đây nó bún đợt non ra nè cô chú anh chị. Cái này mà ai cũng có bò. Dạ. À, hình như hôm bữa cậu Tám cần hay gì đó mẹ, đâu mình lấy cho cậu Tám thử coi mẹ. Dạ. Lấy rồi. Hai cây. Bây giờ thì mình có giống vậy đó cô chú anh chị. Chứ thật sự dạ. Hồi trước á mình không có giống á là mình phải đi mua tốn tiền lắm luôn á. Cái chịu rồi, lấy bò. Cũng mắc tiền lắm á. Mà bây giờ mình có rồi. Có giống là đỡ. Giờ chỉ gia công nhà Úc Thành, nó gia công nhà nó ghép nó chiếc cành cái nữa là xong. Nó thắp cành. Chắc mấy bò để mình bò mấy cái còn hai cây. Nãy chứ thấy chừng để vô vỏ phải không? Cây mình có con cây da bò rồi, hồi bò luôn. Nhớ ở ngoài quán cây nữa. Thấy cây nhãn gùm gà vậy mà Úc Thành nó tỉa hơi cũng nhanh quá chừng. Thành nhãn mình nhãn bắp cải là tầm khoảng cỡ tháng thì đi được. Có cái là có cái chứ thấy cũng trọng rồi đó Thành. Con có mua lũ trước không con? Không nè, con mua kia hai cây kéo không. Là cái kéo nãy là mới mua luôn hả? Dạ, cái kéo mới mua. Ở vườn mình nó thì tốn tiền sứa, tiền kéo. Năm nay rất là mừng của chú anh chị. Tại vì mình được cái chòi nè. Cái chòi này thì cha cũng mới cất xong thời gian gần đây luôn. Năm nay mình được cái chòi. Cái chòi mình cái. Dạ. Mình mới vừa cất được cái chòi nè cả nhà ơi. Cái chòi này là dự định mùa mưa năm nay để đặng mà mình vô trong đây mình đóng nhãn này cho nó dễ. Dạ. Ao ước dữ lắm rồi, bây giờ cất được rồi nè. Hồi năm rồi thì cái chòi của mình nó còn sụp sệ dữ lắm luôn. Nó với lại luôn rồi, mình nó cắt. Nó sụp cửa nẻo gì nó xuất ra hết trơn à. Sụp cửa rồi đồ đạc trong này mình để dành ăn mình dự trữ thân phướng rồi. Dạ. Nó sụp rồi không có chỗ để rồi quyết định cắt cái chòi lại. Dạ, cắt như vậy năm nay mùa mưa mình đỡ rồi. Luôn. Rồi dạ. Sau này mình làm cái sàn nước ngay đây. Làm cái sàn nước ngay đây để ăn mình có ở dưới này, cái khi mình không có về chảnh được thì mình cũng có chỗ để trú mưa trú nắng. Dạ. Thấy rồi hả Sô? Dạ, có mấy đình đó mẹ. À. Hồi đi ra ngoài đẻ nó đi nhãn. Con ăn đi. Con bắt ra con mợ mà cô chú đi. Nhãn này là kiểu nó chưa tới lứa không. Kiểu ăn được thôi chứ chưa ngon. Không mời cả nhà. Ngon coi. Ngon mà. Sâu quá là đạo nhãn đó. Lên đây thấy nhãn mừng lắm. Đầu tiên lên ăn rồi nói chuyện không nổi luôn. Đấy, mới lên là nói bộ biết con lên hay gì mà chừa nhãn cho con vậy, thấy nhãn mừng lắm. Tính ra nhãn nó mau ra đọt quá hả mẹ. Mình chưa kịp tỉa nữa mà nó lú đọt nhóc hết trơn rồi kìa. Dạ. Này mau dữ ạ. Nhãn mà mình chỉ rửa bằng cái trước cũng được. Thở
Cái sứa mà sứa bén không Thành hả? Chứ nếu mà sứa lục á, cái mình cắt nó ngay ngay bắt đầu. Vô mùa rửa là rửa bằng kéo bằng phòng tay chứ. Thấy cắt bập bập vậy chứ. Nóng tự cứng cả nhà ơi. Lúc ăn rồi bắt đầu phải đi dọn tỉa rồi lại về nè, chứ không tỉa mà cũng có ăn. Dạ. Nói chung nhiều người thì mình không tỉa thì cũng được. Nhưng mà giống như cây nhãn mỗi năm thì nó càng lớn lên, rồi nó giống như nó cái tàn của nó sầu huynh sầu quang nha, năm sau mình thu hoạch cũng cực lắm. Bò. Dạ. Bò xuống tới đất. Trời ơi, nhánh cô thành đang cắt cô tìm nhãn đi. Đó, uổng ghê ha. Đó, trời. Cái này vậy chứ có thịt rồi nè. Uổng hả? Cái trái chuồng tiêu rồi. Em chờ coi trái nào tiêu nè, trái nào tiêu nè. Chứ phải không nữa nha, nó còn non eo à. Mà chừng thử tắt thử rồi. Ồ, chưa tiêu, ồ nè. Ôi, nhãn non đó cô chú anh chị mà thật vậy đó. Tiêu nè. Trái nhãn non đó. Rồi cô chú anh chị nha. Nói thật có thiếu. Nói này cỡ bao tuần. Nó hơi cho anh trái nè. Thương lắm nó cho, anh cây có 3 trái à. Không dám ăn nè. Không dám ăn hả? Dạ, sẽ ăn nè. Xong một cây nữa. Úc Thành với mẹ đang hỏi ý coi cờ bơi ở chỗ nào. Dứt cây dưới đây luôn. Liều ha. Mình có cái ổi này, cái này lỡ có gì thì mình còn ăn cái ổi phải không? Cái này là gan dữ lắm luôn nè, cô chú anh chị nè, chứ người ta là người ta cắt ra trên đây nè. Ở trên đây thì cao. Nhưng mà ở trên thì cao quá. Hồi trước mình không biết á, mình bo cao không à, mình chưa ăn được mấy mùa hết cái bắt đầu đã lên cao thì cao rồi. Này là Úc Thành đang cưa cái cây nhảy da bò này lên để mình tiếp bên đây thôi. Mình chuẩn bị để mà mình tháp cành cái cây. Ủa này mình tháp xuồng tiêu hả cưng? Coi chừng nó ngã đẻ nó thôi nha, coi chừng sợ là sợ nó tét da. Đó. Trời trời cái nhãn lớn nè. Cái da mày là dao nghề. Hồi đó Úc Thành cũng có đi bo mướn nè. Ôi đài truyền thanh lên luôn rồi kìa. 5 giờ rồi. Mình khất nè chứ, mình khất 10 bữa nửa tháng mình khất mình ngắt mướn thôi. Giờ mình mới bo. Trước khi mình lấy bo thì mình khất trước cỡ mình khoanh cái vỏ của nó. 10 bữa đó. Nửa tháng tới 20 ngày thì cũng được. Rồi mình muốn bo mà cho nó dính chính xác á, mà cái cây cái thân mẹ này có nước á cả nhà, thì mình rải thân vô. Dạ. Lạnh vô. Ăn cái tỷ lệ dính nó cao hay nè. Tỷ lệ dính nó cao. Dạ. Cô chú anh chị mà làm vườn thì gần mấy cái này. Dạ. Mình không phải mình dạy mà cũng như mình chia sẻ thôi. Dạ. Cách của mình làm vậy đó. Để nhiều người kêu cô chú anh chị lên nói ủa sao cũng nhắn tin hỏi. Dạ. Hỏi là cách thức bo làm sao. Mình sẵn đây mình nấu luôn cho cô chú anh chị biết. Cô chú anh chị thấy thằng nó làm khéo hơn cái bo nó làm gọn hơn à. Đóng ba bo luôn. Rồi hồi mấy năm trước á mình bo cái gốc bự gì nè, cưa ra mấy nhãn lão mình chỉnh á. Úc Thành nó xoay vòng cái nó bo vô. Rồi quấn một cái cọng dây á khủng khiếp lắm. Dạ. Mà như cái mục này là không có lấy nè. Cái cây này có nước không hả? Có nè, được. Mình được. Có nước thì dễ rồi, coi dễ dính. Nếu dính ba bo này vô là không mấy hồi á. Năm sau có bẻ rồi đó. Bo mình chừa cái nhánh thở vậy đó. Đi làm đụng cái nào làm đó. Rửa nhã, dập nhã thì rửa nhã. Ở vườn thì không có ngày chủ nhật. Vườn mình xuống dưới này xa, mỗi lần mình đi cái mình cộ theo, vừa dao vừa búa vừa sứa vừa kéo gì đụng gì làm nấy. Dạ. Nhiều khi đi xuống cái không có cái mất chạy trở về nhà lấy nó mất thời gian. Có Thành nó quen tay nó làm thấy gọn hơn rồi. Xong rồi đó. Nó là được 30.000 rồi đó. Chưa lại. Có một người anh có hẹn với mình là về thăm gia đình nè cô chú anh chị. Mình cũng chừa lại cho anh cái này. Cái này là đúng 2 tuần nữa nè.
em làm này chứ nhớ gà Đông Tảo. Này là mình quay clip lại để làm bằng chứng luôn rồi nè. Vị khách mà món gia đình muốn về thăm gia đình mình luôn. Thì Út Thành nó nói để chừa cái cây này lại coi coi nếu anh về là cũng có để mà anh lại chơi thì cũng có để đãi anh. Cái này là sùng tiêu. Hồi sáng Út Thành nó đi ngang đây nè. Ý nhận qua chứ, chứ gì để ỏi. Nó nói mẹ mẹ mày biết con chừa cái nhãn này chưa? Cái nhãn này tới anh về là có để mà chín tới không mẹ cỡ nửa tháng nữa. Nhưng chắc có à. Dạ. Wow, cái nhãn thanh mình chín rồi kìa cháu. Nhãn thanh mình năm nay nó thắt rồi, nó có trái mẹ trái con gì nè cả nhà. Nó thắt rồi nó vậy nè. Nó bị giống như nó bị đeo vậy hay mẹ. Cái trái nhãn nào á mà nó có đậu nhãn xuồng tiêu hay là nhãn xuồng gì. Có trái nhãn tiêu vậy là người ta thích. Còn cái trái nhãn này mà có trái nhãn tiêu là gầu. Dạ. Tại vì nó không có ký với lại nó rẻ, cái giá nó rẻ. Dạ. Còn cái trái bự gì mấy mắt. Còn trái nhỏ thì nó rẻ. Nhưng mà nhãn mình năm nay thấy gầu quá trời luôn. Trái nhỏ thì nhiều, trái bự thì có. Nó có cũng thịt dữ lắm mà tại lý do làm sao mà người ta chê. Người dạ. ta không có chịu cái trái này là nó rẻ tiền hơn. Nhưng mà nói chung ra con vẫn thích ăn cái loại nhãn này nhất vậy nè. Mẹ cho con ăn. Dạ thôi mẹ. Tại mà vì cả nhà nha, tại vì cái cơm của nó rất là khô. Thanh đầu mùa cả nhà ơi. Dạ. Nó khô á cô chú anh chị, nó khô với lại cái cơm của nó giòn, ăn rất là ngon. Còn mấy cái nhãn kia thì nó ngọt, nó cũng ngọt, nó cũng ngon. Nhưng mà có cái là giống như cái cơm của nó có nước. Này thì... Cái nhãn kia thì nó có nước, nó nặng ký. Dạ. Nhãn này nó nhả ký. Cầu cứu hả? Mình ăn kéo chắc không nổi. Để con. Mà nên mẹ mà cưa cái gốc này rồi là chiều về mẹ bỏ ăn con bảo đảm luôn. Cái này có cái miếng cưa thì mẹ hồi. Để con. Con cưa con cấy đậm á nha. Thư kéo hồi Thư xây sẫm mặt mày. Người kéo không hồi. Kéo chắc không hồi lỗi bự vậy luôn. Đứng hơn chút. Nói cái này cưa mình cưa nửa tiếng là đứt rồi đó. Nửa tiếng chứ về chiều nay nhịn đói luôn. Đói rồi đó Thư ơi. Mắc quá mình cưa bữa nay không đứt mình qua ngày mai ngày mình nào tiếp. Là lay quay là hết ngày nấy, ngày nào hết ngày nấy. Dạ. Làm vườn lay quay mặn hết cái này tới kia. Không có thời gian. Có ngày nào mệt quá thì nghỉ thôi chứ thực sự là không có thứ bảy chủ nhật. Có thứ bảy chủ nhật. Dạ. Con đứng dẫn thấy là cô. Rồi nha. Cứ cầu Út Thành cũng phải ra tay. Cái này về nấu được mấy nồi cơm luôn á. Nó bánh tét. Hay quá. Cái cây này là phải ba người mới được nè cô chú anh chị. Dạ. Mẹ cưa ngay cái đó kia, ngay cái mắt rồi mẹ. Ngày xưa mình cưa củi bằng cưa tay không đứa con. Dạ đúng rồi, có cây cưa bự bự, hai người ngồi hai bên ha. Kéo qua, người kéo lại, người dạ. kéo qua, người kéo lại. Xưa nhà ngoại là chuyện củi bằng không à. Tới hết, chụm hết củi mới xuống xong á, đúng bằng. Dạ. Đúng bằng, cái bắt đầu về, gom về cưa. Rồi mỗi lần cái đám cưới là đi đúng bằng, thấy mộ luôn. Đám cưới mấy cậu á. Mà xưa nhà con đông nữa. Chín tụi anh em đấy. Dạ. Ai giữ á, mấy cái nhánh thở rồi cắt hết luôn. Hả? Không biết à. Ở đây nhánh thở nè. Ủa? Xuân. Rồi còn Xuân. Nhánh bên đây thở cũng được. Thường mình bo thì mình sẽ chừa lại cái nhánh thở. Chứ mình cái nhánh mà mình chừa lại giống vậy nè, cô chú anh chị gọi là nhánh thở. Có tại vì mình ở đây mình quen dùng cái từ địa phương của mình đó Thành. Cái hồi trước á mình cũng ưa dùng đi rửa nhãn. Mình không nói đi tỉa cành mà mình nói đi rửa nhãn không à. Ở quê mình toàn là nói đi rửa nhãn không. Dạ. Cô anh chị tưởng đi xịt nước rửa. Đúng rồi. Như cái nhãn tơ thì mình phải chừa mấy cái nhánh thở vậy. Còn như nếu mà không chừa nhánh thở là đa số là chết hết thôi mà. Cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị có muốn Út Thành mau ký vợ thì cô chú anh chị coi có ai mua cái mai này. Có cái của hộ môn của nó. Còn hai châu cũng có một cây nữa. Hai châu cũng có một cây, chừng nào bán được cái mai đó thì mới cưới chồng.
xin mẹ ăn cây mai làm cốt hồi môn của chú chị. Cốt châu thì ở trên nhà, còn cái này là cốt hành. Tài sản đứa mẹ cho ăn cây. Nó không có thước đo ha. Không có cây thước. Ở dưới nó cái củ nó còn bự nữa ha. Cây mai này thì bự lắm rồi. Mà cây mai này cũng đẹp lắm. Tàn tròn do luôn. Giờ mình sẽ đi đổ lú nha. Rồi Miss Su, chào lên con. Quá chừng luôn rồi. Mẹ làm gì mẹ? Vậy hả? Trời, dưa hấu mình có trái nữa kìa. Su muốn tắm rồi. Nó đâu rồi? Dạ. Nó ở phía sau hả? Dạ. U chết. Bạn trái dễ vài bữa là có nấu canh chua bạn này đó. Quá trời luôn. Suối này là đậu vàng. Cái bằng này ngon lắm. Mình thấy cái lú à. Tắp tắp vô. Hy vọng là bữa nay tổ đãi. Dạ. Cái lú của mình hôm bữa bị gắt bởi vì nó không có. Nhóc rồi, nhóc rồi. Vũ vũ mới được. Ui, ôi bữa nay trúng lắm rồi. Bữa nay vô rồi. Vậy vậy. Bởi vậy hay thiệt ha. Út Hạnh nó nói cái lú mình sửa lại là bữa nay có ăn à. Lần lần cái xuồng lại cho chiếc xích lại đó. Nó trôi đi rồi. Trời ơi, tép nè. Tép nè một cục. Đẩy cái xuồng xích lại. Đẩy cái thao xích lại cho mẹ đi. Đó, vũ thịt trơn luôn đó. Vậy mới yên đó. Mà gác cũng hơi nhiều nha. Mấy trái dừa nước quá chừng luôn kìa. Đó, đó. Ôi. Ôi. Bữa nay đỡ gác nha. Ôi nè. Bữa nay trúng tép nữa rồi. Ôi, nhảy xa xối luôn. Đủ mảnh nè. Đủ mảnh nè. Đủ mảnh nè. Đủ mảnh nè. Từ từ nha. Tại vì cái lú mình nó bị gắt rồi. Thấy tép quá chừng nó ham quá. Trời, dưới này mũi một cái nha. Còn lại tao mình đã lại. Ôi chết rồi. Rồi hư rồi. Nó nhảy nè nha. Nó nhảy nè. Dưới này còn sụt lại. Có một bịch trà. Khuyến mãi cho bịch trà. Trời ơi, ai uống trà bỏ cái bịch ổn vậy. Con gì vậy? Trở ra, trở ra, trở ra. Ừ, siêu to luôn. Có con cá kẹo nữa kìa. Ôi, cá lại, cá lại. Con lú mà nó cày nè. Cái lú nó đang cột lại nha. Không vậy, cái lú. Ôi, đây nè, đây nè. Lủng một lỗ cha bá luôn. Nó đang khoét lỗ nó ra đó. Mình không dở là nên nay nó ra nữa. Con giá. Lựa đi con giá. Con giá đi, con có lấy con giá. Ôi, con cua. Ôi, dính con cua xứng đáng luôn rồi chú anh chị ơi. Đó là lần đầu tiên luôn á trời. Cha bá luôn, vừa tép nữa. Mà con cá kèo nó cũng bự nữa kìa chá. Cá kèo hả? Dạ. Chứ ở đây dính hoài vậy. Thấy em quá à. Bởi vì cái lú mình phải xiên xiên đi thăm nè. Mình có gì mình sửa. Dính tôi kéo chút xíu nữa mà. Sửa mình giá lại rồi. Em qua em lựa tiếp. Cho con nhé chá. Cua nó kẹt. Cua nó kẹt. Cái này chắc còn phải kiếm dây. Ờ à, đúng rồi, mình kiếm vàng mình giá. Hôm nay bắt đầu tép nó chạy lên nữa rồi. Không có đưa. Ôi, giờ có kẹp chị nha, chị lụm gác. Nó giữ hết biết luôn rồi. Nó ghê quá. Dạ. Có tép nữa. Hồi đó giờ mới thấy luôn á trời. Bữa nay có mày đi hơi nữa mực á. Lần đầu tiên luôn á. Hình như bữa hổm cũng có nó nữa đó Thành. Bữa hổm cũng có nó nữa. Rồi ông mực nó nói từ đây sao tới hơi gầu rồi đó, bữa nào dẫn tao theo là trúng rồi, chắc dẫn đi hoài luôn quá. Đó xuống chết cua. Mỗi lần mà có trúng cua cái là bắt đầu út nhắc con á Su. Út nói có Su là Su chết cua giờ coi. Ủa, tiếp hay quá.
tài ha. Chị nói hay thiệt chứ. Một người có một biệt tài. Mình tìm hoài vẫn chưa nha biệt tài. Chưa cho nó nhúng nước ngoài, cái đầu nó nở luôn. Lên nè. Đi lên. Nở. Nở luôn hơi đậu. Cái đậu đụng nước rồi nó mềm. Lên con luôn. Có con cá kèo ngon. Em thấy con này em phái nha. Cá kèo ố no luôn. Cá cua nó cũng bự á. Sao nó chói con cua khéo quá trời. Hai chú chá. Chắc mẹ quá. Ủa con Su nó lôi nó nói bà cô để con lôi mà. Cẩn thận nha con ơi. Nó dữ lắm á. Trời ơi con cũng vừa khéo luôn. Hên quá trời luôn bữa nay anh thiệt. Rồi, vậy con còn tao nữa không? Ốp hành nó sợ đi vô cái lú của mình. Nó sợ vô lú mình nó đi dẹp rồi. Nha, em cầm cua sao lớn thế. Ừ, nó giả bộ đó cưng. Con cầm đem con đi. Hai con. Để cho nhiệt tình nha. Chăm mừng cô chú. Cho tay thì chịu trách nhiệm canh nồi cơm. Trong thời gian đợi Út Hành với mẹ với Su Su tắm thì cho tay canh lửa nồi cơm. Cho tay làm gì cho tay? Mẹ bữa nay cho tay có công lớn canh nồi cơm đó mẹ. Thì người nhỏ thì giúp việc nhỏ chứ. Thổi lửa kia rồi cái mỏ nhọn ra luôn rồi kìa. Bữa nay mình được hai con cua của mình thì mình xào khóm với tép thì ghê ăn cái nè. Tính nấu canh chua mà mình mới nấu canh chua. Thôi để mình xào khóm nè, xào khóm với củ hành thôi mà. Cua xào khóm. Cua này xào khóm là hết bài luôn nha. Đúng bài đó. Thấy mình nghe dầu nóng dễ dọn hết nè. Ôi hai con cua vậy mà nhiều quá chừng nữa ơi. Để lú bữa này trúng mánh thì chắc cua chắc quá trời luôn nè, thật ghê nè, quá trời thế nè. Chắc tươi gói luôn cô chú chị. Xào xào lên nhớ được mà. Ê. Giọt. Cái xào cái món này mà giờ này chế quá à, không ngủ một cậu được. Chứ cái món này có một cậu là dạ. Đặc sản quá chứ bộ à. Này dồn mánh này, trúng mánh. Đặc sản luôn, dĩa này bán 100.000 á. 100.000 không bán đâu. Thích gan hả mẹ? Thích gan. Thích mà gan nước dừa cũng ngon. Ừ. Lấy gan nước dừa và tép gan, ăn với nước dừa cũng ngon, cái nào cũng ngon. Chín rồi đó nha. Chín rồi nha. Chút ra luôn đi con. Dạ. Của mẹ cũng chín luôn. Quá hấp dẫn ha. Số kia đi chuẩn bị dọn cơm nữa ha. Ủa gì trời. Ồ, nó nhảy rồi. Còn sống rồi. Em sợ. Còn sống rồi. Cái dĩa này 100 ngàn không bán thiệt rồi. Tôi bụng quá rồi chú anh chị ơi. Rồi. Ngớt miếng rồi. Có mang tép nữa đó nha. Ngớt miếng rồi nè. Cái này trúng mánh. Trúng mánh quá đậm. Từ sáng tới giờ. Để Hình trước khi mời cô chú anh chị ăn, Hình bật mí một bí mật cô chú anh chị. Nay mẹ mới nói là mẹ ăn chay từ sáng tới giờ. Chứ Hai cũng ăn chay nữa, chứ Hai thì quyết tâm ăn chay nên là quay clip là chiên đồ chay. Thì mẹ ăn chay mà nghe nói hồi nãy niêm, mẹ nói niêm cái này hơi mặn quá. Bảy test xong cái nó ai da mặn quá cái mặn chứ nó chết là ăn chay. Giờ lại bật ngủ rồi nè. Cũng mời cô chú anh chị ăn cơm chung với gia đình luôn nha. Con mời cả nhà. Con mời cả nhà dùng cơm. Đây với mẹ thì quyết tâm ăn mà tại cháu suối nên nó là mẹ ơi giờ lại bật ngủ rồi nè, ăn chung với mấy đứa nhỏ đi. Mời cả nhà. Trong bài cho chú anh chị dùng bữa luôn nha. Ăn với tét thôi. Nước cơm hả? Ở nhà mình là vậy đó cô chú anh chị. À, giống như ăn cái gì mẹ cũng đợi hết á. Nhằm khi á là mình quyết định mình ăn chay mà mẹ cứ ăn cái gì cái thôi. Bữa nay chế mà ăn chay thôi đợi. Ăn gì cũng đợi hết. Và từ đó cái chén cơm mình nó đã lạnh. Con bỏ nước đá vô hả? Nước đá.
trời. Nóng khác có ăn không được. Chu lẩu rồi, chu con cái ngoan. Chu ăn đồ ăn trước thì hả cha? Ăn mấy cái trái cái càng cho người ta. Em không biết tại sao mà ông Thành gấp cho con chân rồi. Cho chân nó lành. Bữa nào mình ở quê mình giờ khóm dữ lắm. Bữa nào mình làm ruột chậu khóm bữa hả Thành? Dạ. Cái món đó là mình phải đi chợ sớm đây nè. Làm chậu khóm không? Dạ. Làm chậu khóm, xào chua ngọt ha. Mẹ xào với cái gì cải chua đó mẹ cũng ngon lắm đó mẹ. Hồi bữa lên trên Vĩnh Long. Cái món đó là kêu bằng bao tử. Bao tử xào chua ngọt. Đấy, xào dưa chua. Xào cải chua. Xào cải chua. Dưa cải. Món đó ngon quá trời luôn. Món đó ăn không ngán nha. Nó dễ ăn. Ở dưới mình đó thì xào chua ngọt. Xào cũng như cũng ngon lắm mẹ. Dạ. Mẹ con thấy xào người ta cho cái bột hay gì vô trắng trắng mẹ. Có bột không mẹ? Bột. Dạ. Bột năng đó con. Dạ. Vô cái nước nó nhựa. Nó nhựa lại. Thì ở dưới mình xào vậy đó. Dạ. Hôm nào mình làm đi mẹ ơi. Cũng lâu lắm rồi nhà mình không ăn món đó. Con bắt lên bếp nó nóng nóng nha. Con bắt lên bếp cho nóng nóng. Ăn đi anh. Công anh cực khổ. Mỗi lần đổ lú là phải lặn lội à. Chú ăn rồi con. Dạ. Cô chú thương á, thấy Út Hành lặn lội vậy đó mẹ, thấy thương lắm. Kêu Út Hành á, là gán bồi dưỡng đi, thấy Út Hành lặn lội thấy xót ruột quá à. Nói chung á, là nhà mình á, là nào ngay không phải quay clip mà làm vậy mà Út Hành nó rất là cực luôn đó cô chú. Út Hành hay Châu gì đứa nào cũng cực, trừ ra có mình anh dâu tay là nó sướng sướng thôi. Còn Út Hành với hay Châu là từ nhỏ tới lớn cực suốt luôn. Châu hồi đó thì mới có 4 tuổi là giữ em mà. 4 tuổi có em mà. Thì giữ thế mồ luôn. Nó kiểu như là cuộc sống ở quê mình thì nó phải vậy à. Nên xưa giờ mình cũng quen. Nào ngay mẹ cũng có phước. Mẹ cũng cảm ơn ông bà trời Phật phù hộ. Được mấy đứa con mà đứa nào cũng vừa hiếu thảo mà vừa có giỏi giắng, tự lo. Nó mần mà nhầm lắm lúc đằng này làm cha làm mẹ xót ruột á. Thấy nó làm rồi chịu không nổi luôn chú anh chị. Mình nói thôi con ơi giảm làm lại đi. Bớt rồi bây giờ là nó không đi cai kiển là mừng dữ lắm luôn á. Hồi đó nó đi cai kiển thì cũng lời cũng có tiền. Nhưng mà cực quá trời. Dưới thấy mạo hiểm lên rút lên cây lên cối á. Nó nhỏ xíu mà nó lên cây vậy thấy xót dữ lắm. Giờ nó chuyển qua sang cái nghề này. Tuy rằng không có tiền thì không có được thu nhập nhiều thiệt. Nhưng mà ổn định cũng như là không còn lo mà lo lắng. Mẹ lúc con sắp xếp cái nhau cái xe cây rồi một cái là trong lòng nó hốt hụt hốt ghen hết trơn. Bởi vậy ông bà mà thương cho được nó chuyển sang cái nghề này là mừng dữ lắm luôn chú anh chị. Nó thẳng là mừng luôn á. Cua này cũng dẻ hay nè. Nãy con thấy cái càng thịt không ạ? Cái nó dính luôn thịt không mà chú. Ví dụ chứ cua sông nhiều khi nó cũng bị bỏ cái thịt. Chứ không phải là cua sông là đúng rồi. Nó dẻ hả? À, nhầm ngày đó cưng. Nó theo con nước. Mẹ chỉ là ăn cua là lựa ngay tối trời hay sáng trời mẹ? Tối trời. Dạ. Tối trời. Mà đó giờ không để ý nha. Đó giờ lần đầu tiên con đổ luống mà thấy cua bự luôn. Bữa hổm cua bự lắm. Bữa bự hơn con này. Cua bự hơn cua này nữa mà để lặn lặn để nấu súp á. Lặn nước cái nó chết luôn. Hổm dài mấy con cua này nó phá cái lú của mình dữ lắm. Bữa nay mình bắt nó được rồi. Ăn lại mình diệt trừ nó. Sao ăn đi con. Dạ. Ăn là vừa cặp khóm vừa cặp củ hành nữa. Củ hành là trắng trắng là củ hành đấy chứ. Hồi nãy mẹ có đập rồi chắc không được. Dạ. Sao mẹ đập. Ui thịt quá chừng luôn kìa. Thịt này chắc nha. Chắc gì. Ngon quá ha. Mời cô chú chị nha. Có gì bằng mình tự đi bắt lên ăn ngon dìu dìu, tươi ngon. Ngon. Con cầm vậy không? Ăn cua này ở sớm sớm là có ông cậu là nấu súp cua cho ông cậu được rồi nè. Cho bà có. Bà cua mới ăn rồi.